thì mình có một cái cáp micro HDMI, tức là một cái chuyển đổi từ cổng micro HDMI trên điện thoại qua một cái cổng HDMI qua cái TV. Thì cái dây này mình mua trên Shopee với cái giá là khoảng gần 40 ngàn thôi, 30 mấy ngàn, và nó có cái chiều dài là 1,5 m. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn coi. Thì đây, cái dây nó như thế này. Cái đầu này là cái đầu mà HDMI bình thường để mình cắm vào cái TV. Nó có nút đậy bằng nhựa luôn. Cái sản phẩm giá không có mắc tiền nhưng mà nó rất là cẩn thận. Rồi cái đầu này là cái đầu mà micro HDMI để cắm vô điện thoại. Thì lúc trước, trong cái video trước mình đã có trên tay cái chiếc điện thoại mà có hỗ trợ cái cổng HDMI này, thì cho các bạn xem rồi, thì các bạn có thể xem lại cái video đó. Thì cái điện thoại mà hỗ trợ cái cổng này thì chỉ có khoảng 7-8 năm về trước mới có thôi, chứ bây giờ hầu như các hãng đã loại bỏ các cái tính năng cái cổng này rồi. Thì những cái điện thoại hỗ trợ như là Nokia N8, Nokia N9 và cái điện thoại, một số điện thoại của Nhật, của LG, Samsung thì cũng có. Nói chung là vào thời điểm đó hầu như các hãng đều có hỗ trợ cái cổng kết nối này hết. Nhưng bây giờ hiện tại là đã chuyển, các hãng đã chuyển một cái cổng trực tiếp trong cái cổng micro USB hoặc là USB Type-C luôn, gọi là cái cổng MHL. Thì tại sao mà các hãng lại đổi qua cái đó, thì tại vì cái đó cũng bây giờ hiện tại thì đa số mình chia sẻ hình ảnh qua cái TV bằng cái kết nối wifi không à, cho nên là ít ai còn sử dụng cái cổng này lắm. Nhưng mà mình thì thích cái cách kết nối này hơn, đôi khi mình không có mạng thì mình có cắm trực tiếp luôn. Còn cái công nghệ mà MHL là nó phải kết nối thông qua một cái cục sạc để cấp nguồn nữa thì nó rất là phiền phức. Thì bây giờ mình sẽ kết nối thử cho các bạn coi nè. Cái đầu mà to này mình sẽ cắm trực tiếp vào cái TV. Đó, đây là cái cổng HDMI ở đây. Thì sau khi mà chúng ta cắm vào cái cổng HDMI trên cái TV rồi á, thì ở đây mình đang quay cho nên là mình vừa quay vừa cắm cho nên là nó hơi lâu, chứ ra cắm một phát là vô liền. Rồi, xong, cố định. Rồi, cái đầu nhỏ là cái đầu micro HDMI này chúng ta sẽ cắm vào cái cổng micro HDMI trên cái chiếc smartphone của mình. Cũng vừa quay vừa cắm cho nên là cũng khá là khó khăn đấy. Không được rồi, chắc bỏ máy xuống rồi cắm rồi quay tiếp quá. Rồi thì đây mình cũng đã cắm cố định cái phần này vô cái chiếc smartphone, cái cổng micro HDMI trên smartphone. Thì qua sau lưng này nó là để là không được vừa cắm cổng sạc vừa cắm cái cổng micro HDMI này, tại vì hai cổng nó quá sát nhau, mình cũng không thể nào cắm trực tiếp hai cổng được với nhau. Rồi thì cái trên TV á, thì mình sẽ chọn cái chế độ là cái ngõ vào của nó là HDMI nha các bạn. Cái phần sụt nè, ngõ vào. Thì trên các TV khác cũng vậy thôi. Mình sẽ chọn cái ngõ vào là HDMI. Rồi. Và sau khi mình chọn cái ngõ vào trên cái TV là HDMI thì nó không có tự động nhận tín hiệu nha. Mà trên cái chiếc smartphone này, đó, trên chiếc smartphone này, các bạn sẽ vào phần cài đặt. Mà kéo xuống vào phần cài đặt. Thì ở cái phần cài đặt này chúng ta sẽ vào cái mục là đa phương tiện. Các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Rồi cái mục là cài đặt HDMI này nè, đó, ở phần cuối cùng này nè. Thì mình sẽ bấm vào cái on, tức là bật cái chế độ HDMI lên đó. Tích vào cái ô xuất ra cái cổng HDMI á. Sau khi bấm rồi thì cái TV nó sẽ nhận được cái tín hiệu và nó sẽ từ cái âm thanh và cái hình ảnh trên điện thoại như thế nào thì nó sẽ xuất ra cái TV như vậy luôn. Đó, cái giao diện của cái điện thoại đã lên trên TV.
siêu to khổng lồ. Thì mình để cái độ sáng của điện thoại hơi thấp, với lại mình đang quay ở cái chủ đề đèn LED, cho nên là không biết các bạn nhìn cái trên màn hình điện thoại có rõ hay không, nhưng mà nhìn trực tiếp lên cái TV này các bạn. Đó, và mình sẽ vào cái phương mục là album để cho mình có thể xem được ảnh cũng như là video, những cái nội dung mà có trên cái điện thoại này thì đều có thể xem trên TV hết. Nhưng mà lưu ý những cái video mình quay ở cái độ phân giải là Full HD thì chuyển qua đây nó sẽ bị giống như là cái tần số nó không có hợp lý, cho nên nó sẽ bị rè rè cũng như không có đẹp lắm. Đây là cái phần hình ảnh. Chụp thanh long. Rồi. Thì nội dung là kết nối là để làm như vậy thôi. Thì ngày xưa có chơi game nữa, nhưng mà bây giờ những cái điện thoại mà hỗ trợ cái cổng HDMI này nó cũng yếu lắm rồi, cũng không có phù hợp để chơi game nữa. Nhưng mà có thể xem YouTube, với các bạn cài mấy cái phần mềm mà để xem TV thì xuất lên đây, nhưng mà cũng yếu. Mình nói thiệt là yếu, như là FPT Play thì đã không còn cài được trên cái Android 4.0 này nữa rồi. Thì mình mua cái dây này về để thử cho các bạn xem thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào thử cái phần mềm mà xem YouTube mà lúc trước mình đã hướng dẫn cài trên cái video mà ghi mà trên tay thiết bị này, là phần mềm NewPy. Thì đó, mình sẽ tìm kiếm là một cái video 4K chẳng hạn, thì sẽ xuất lên cái TV thì mình có thể xem YouTube, và nói chung là những cái nội dung giải trí của cái điện thoại này xuất lên màn hình lớn để xem. Thì như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn một cái cổng HDMI và cái quá trình mà kết nối giữa cái thiết bị mà điện thoại hỗ trợ cổng micro HDMI lên các TV. Như một cái chế độ mà ngày xưa hầu như là vào khoảng 7-8 năm trước thì điện thoại nào cũng có hỗ trợ, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Rồi các bạn có cảm nhận về gì về cái cổng kết nối này thì hãy bình luận phía bên dưới video. Rồi, cảm ơn các bạn. Ok, bye bye.